Hi, xin chào các bạn đã đến với Jin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là họ đang nhìn nhận mối quan hệ này như thế nào. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Mình sẽ chia ra hai trường hợp là còn kết nối và đã ngắt kết nối. Thì trường hợp đầu tiên là còn kết nối, thì họ cảm thấy là mối quan hệ này có tình cảm, có hướng đi, nhưng mà hiện trạng thực tại của mối quan hệ này thì đang thiếu thốn về rất là nhiều cái. Nó chỉ đang ở mức là điểm 5/10. Và họ cảm thấy là hai người cần cố gắng nhiều hơn, cần đặt lòng tin vào mối quan hệ này nhiều hơn. Đối với trường hợp thứ hai là đã ngắt kết nối, thì người này thấy là mối quan hệ này có cảm xúc, có một cái phần nào đó khiến cho bản thân họ tìm được lại chính họ và họ cảm thấy tự do, cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ này. Nhưng mà cái sự ngắt kết nối này khiến cho họ cảm thấy bị hụt hẫng và cảm thấy bị chơi vơi, không biết là liệu là có nên đầu tư tiếp hay không, có nên liều một lần hay không. Và mặc dù là đã ngắt kết nối nhưng mà họ vẫn mong muốn một cái sự kết nối lại. Có thể là họ đang manifest hoặc là đang nghĩ là bạn thu hút họ, hoặc là đơn giản hơn là họ nghĩ là hai bạn có một cái duyên nào đó khá là đặc biệt.